Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hỏa Ma Chủ. Sau khi biết Hy Vân đang bị Băng Lỗi truy sát, thì Niệm Băng đã xuất hiện kịp thời giải cứu. Băng Lỗ tức giận, tạo ra một lồng giam nhốt hai người ở bên trong. Niệm Băng bế Hy Vân chạy trốn theo với nhiều ma pháp của Băng Lỗ có sức khống chế quá mạnh. Vậy nên, Niệm Băng không phải đối thủ của hắn. Hắn mỉa mai, cứ tưởng rằng con trai của Băng Linh và Dung Thiền sẽ lợi hại đến thế nào. Vậy nhưng hóa ra chỉ là một phế vật biết chạy trốn. Tranh thủ lúc Băng Lỗ không để ý, thì Hy Vân hạ lệnh cho con bò Đạm Đạm tấn công khiến hắn không kịp phòng thủ. Niệm Băng nhân cơ hội đó nhanh tay thì triển ma pháp băng thần chi mâu tấn công Băng Lỗ. Vậy nhưng đối với một ma đạo sư như hắn thì đó chỉ là một trò trẻ con mà thôi. Cả hai lao vào nhau quyết chiến ma pháp với một tốc độ nhanh chóng mặt. Do không kịp cho tay, vậy nên nam chính đã bị một luồng bạo phong tuyết đánh trọng thương. Hy Vân bên ngoài thấy vậy liền triệu hồi Lận Quan Quan và bò Đạm Đạm lao tới hỗ trợ. Vậy nhưng Băng Lỗ chỉ cần búng tay một cái đã hất văng cả ba. Không biết từ lúc nào mà Băng Lỗ đã tạo ra một ma pháp băng xiềng xích ngay dưới chân Niệm Băng rồi trói lại khiến hắn không cách nào thoát ra được. Hắn ta lao tới ép Niệm Băng vào một vách đá rồi nhấc bổng lên. Niệm Băng nhanh tay ném quyền trục cho Hy Vân. Băng Lỗ thấy vậy liền xuất ra xích băng lao tới Hy Vân. Vậy nhưng thật may chú bò Đạm Đạm đã nhanh chân ra đón đỡ. Nhân cơ hội này Hy Vân mở quyền trục ra, một vụ nổ bạo phong tuyết xuất hiện làm cho Băng Lỗ mở mắt. Sau vụ nổ đó thì hai người đã chia nhau ra bỏ trốn. Vậy nhưng, tên kia đã nhanh chóng đuổi kịp Niệm Băng và liên tục xuất ra mũi tên băng đuổi đánh. Niệm Băng tung ra hỏa ma pháp phá hủy tất cả, sau đó triệu hồi bàn tay trái của hỏa diễm thần tấn công. Băng Lỗ cũng không chịu thua, hắn đang làm phép thì bị Hy Vân đánh lạc hướng làm mất tập trung, cho nên ma pháp đã mất hiệu lực. Niệm Băng lấy chính dương đao ra tiếp thêm sức lực cho hỏa diễm thần tấn công. Băng Lỗ không còn cách nào khác, liền giơ pháp trượng ra đòn đỡ. Vậy nhưng đã bị ma pháp của nam chính đánh tan, tạo thành một vụ địa chấn. Cứ tưởng như vậy đã đánh bại được đối thủ, vậy nhưng không, Băng Lỗ vẫn không hề hấn gì. Hắn điền tiết xuất ra một ma pháp cao cấp là thần sáng băng phòng. Niệm Băng nhớ lại, khi xưa băng tuyết nữ thần đã dùng đòn ma pháp này tấn công mẫu thân của mình. Không còn cách nào khác, nam chính đành lấy sinh mạng của mình ra làm cái giá nguyền rủa mọi sinh linh. Niệm Băng nguyện đổi lấy sinh mạng của mình để đổi lấy sự hủy diệt. Lời nguyền thần bí nhất thế gian và nguyện dâng hiến cho thần linh là nguồn cội cho sức mạnh lời nguyền. Hắn dùng thần lộ đao và chính dương đao kết hợp lại với nhau, giải phóng khúc cao nguyền rủa sinh mạng, tạo thành băng hỏa đồng nguyền, đánh tan thần sáng băng phong của Băng Lỗ, khiến tên kia bị trọng thương. Băng Lỗ cũng không ngờ rằng cảnh giới của Niệm Băng đã tăng tới cấp bậc ma đạo sư. Mặc dù bị thương vậy nhưng tên kia vẫn còn sức lực lao tới tấn công, đúng là còn thở là còn đánh. Lúc này Niệm Băng chỉ biết bỏ trốn, vừa chạy vừa tung hỏa mù. Vậy nhưng mấy chiêu này đối với Băng Lỗ thì không có tác dụng. Hắn ta tung một đòn băng pháp cực mạnh để đáp lại đòn đánh của Niệm Băng. Rất may, Đạm Đạm đã xuất hiện đúng lúc đỡ đòn. Hy Vân cũng xuất hiện, cả hai cùng kết hợp chiến đấu với Băng Lỗ. Dù hôm nay có sao sao đi nữa thì hắn cũng hứa sẽ chu toàn bảo vệ cho Hy Vân. Niệm Băng lao tới, vậy nhưng bị cấm chú thuật của Băng Lỗ trói buộc lại. Hắn phá vỡ xiềng xích rồi lao vào cận chiến với Băng Lỗ. Mặc dù bị Băng Lỗ hất văng, vậy nhưng nam chính quyết không nản chí, nhất định không được ngã xuống ở đây. Tất cả công kích của tên kia đều bị Niệm Băng phá vỡ. Lúc này hắn ta mới nhận ra đứa trẻ của Băng Linh quả không hề đơn giản chút nào, càng đánh thì càng hăng. Băng Lỗ sở hữu trong tay quyền trượng của Băng Thần Tháp khiến cho uy lực của ma pháp của hắn đã tăng lên, từ đó phản công hất văng Niệm Băng ra xa. Niệm Băng dung hợp hai nguyên tố băng và hỏa lại với nhau rồi xuất ra băng hỏa đồng nguyên, một luồng ma pháp băng hỏa cực đại tấn công. Vậy nhưng cuối cùng lại bị Băng Lỗ đánh cho trọng thương. Ngay lúc nguy hiểm đến tính mạng thì một thân từ trên cao xuất hiện ngăn cản Băng Lỗ lại. Đây chính là tộc trưởng Bạch Nhân tộc. Ông ta xuất ra thổ ma pháp tấn công Băng Lỗ. Thấy người này rất mạnh, vậy nên Băng Lỗ chỉ còn cách bao biện rằng đây là việc của Băng Thần Tháp, không liên quan gì tới Bạch Nhân tộc. Vậy nên mong ông ta hãy mau rời khỏi đây, còn nếu không thì lại đắc tội với Băng Thần Tháp rồi. Nói nhiều cũng vô ích mà thôi, tộc trưởng Bạch Nhân tộc triệu hồi ra một con tuyết ưng, thắng được nó thì hắn ta mới có cửa nói chuyện tiếp với ông. Băng Lỗ xuất ra đại trận phòng không của Băng Thần Tháp. Những luồng xích băng pháp liên tục xuất hiện, vậy nhưng cũng chẳng đuổi kịp tuyết ưng. Nó tạo ra một cơn gió lốc chém bay công kích. Tốc độ của tuyết ưng rất nhanh, tên kia hoàn toàn không kịp trở tay. Tuyết ưng tạo ra một trận địa gió lốc nhằm kiềm chế ma pháp của Băng Lỗ lại, vậy nhưng cũng vẫn bị hắn phá vỡ. Tộc trưởng thấy không ổn, liền kêu tuyết ưng trở về. Băng Lỗ thấy vậy, cũng xuất ra kính hoa thủy nguyệt, tạo ra những con chim băng vây quanh lấy tuyết ưng. Nó đã mất đi ưu thế về tốc độ nên đã bị đám chim băng của Băng Lỗ đánh chết. Băng Lỗ công nhận chiêu thức triệu hoán thú của Bạch Nhân tộc rất mạnh. Vậy nhưng chúng đã quá kiêu ngạo,
vậy nên mới dẫn tới cái kết thua thê thảm như vậy. Hắn ta nói thêm, tuy thực lực của mình không bằng ông ta và cũng không biết mối quan hệ giữa ông ta với hai đứa nhóc này là gì. Vậy nhưng mà ông phải biết rằng, điều ông làm là đang đại chiến với nơi có chiến lực mạnh nhất toàn bộ Ngưỡng Quang Đại Lục, Băng Thần Tháp. Tộc trưởng Bạch Nhân Tộc tức giận phản bác, cho rằng Băng Lỗ quá coi thường Bạch Nhân Tộc rồi. Sự kiêu ngạo của Bạch Nhân Tộc không phải là vì năng lực của mình, mà là vì những việc Bạch Nhân Tộc làm đều là chính nghĩa, cho dù có bị diệt tộc thì cũng không tiếc. Mà Băng Thần Tháp lại ỷ vào thực lực của Thần Giáng Sư mà trở nên ngang tàng, hống hách trên đại lục, nên thực sự cho rằng không ai có thể trị được hắn hay sao. Băng Lỗ cho rằng ông sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Làm như vậy thực là không thông suốt. Ông đáp trả rằng đi con đường chính nghĩa thì khó tránh phải trả giá. Vậy nhưng mà đối phó với loại cá tạp dạo mượn oai hùm như hắn thì ông vẫn dư sức. Nói xong liền yêu cầu Niệm Băng và Hy Vân rời đi, còn mình thì ở lại quyết chiến với Băng Lỗ. Băng Lỗ phẫn nộ, tộc trưởng cũng tức giận không kém. Hắn đã sỉ nhục Bạch Nhân Tộc, đả thương Tuyết Ưng của mình, cho nên muốn trả lại những đau đớn này cho đối phương. Vừa nói dứt câu thì đoàn công tinh thần đã vây quanh trói buộc Băng Lỗ. Hắn ta bắt đầu bị đưa vào huyễn cảnh không cách nào thoát ra được. Ông ta lập tức gia tăng ma pháp tinh thần lực, đưa Băng Lỗ đến một huyễn cảnh khác. Tuy nhiên, hành động này đã bị Băng Tuyết Nữ Thần phát hiện. Dù cách xa vạn dặm, vậy nhưng nàng ta vẫn có thể ngưng tụ ra một thân ảnh ngăn cản tộc trưởng Bạch Nhân Tộc. Đang lúc căng thẳng thì tập phim đã hết rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở lần sau.